Hello, xin chào tất cả các bác. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Cường Điện Lạnh nhé. Tiếp tục video ngày hôm nay sẽ lên cho bác một số mã đài cassette này, đấy, với lại một số mã lọc không khí các bác nhé. Các bác xem video vui lòng cho em xin một like. Bác nào chưa đăng ký kênh vui lòng cho em xin một đăng ký kênh. Một em đầu tiên lên cho các bác này. Đấy, một em đầu tiên lên cho các bác là một em sáp các bác nhé. Hình thức còn rất là đẹp luôn. Phổi phía cũng còn rất là đẹp các bạn nhé. Lọc không khí bù ẩm này. Này về các bác nhà có điều hòa mà nó hay bị khô da, mình có cái lọc không khí này là nó sẽ bù ẩm cho da nữa, thì rất là tốt luôn các bác nhá. Con này thì bánh xe nó không được đẹp cho lắm, nó cũng tương đối à. Sống này các bác nhá. Cái con này cái mặt này thì nó hơi bị có vết nứt ở cái chỗ mặt tí tí thôi. Đấy. Hình thức thì còn rất là đẹp luôn. Nứt một tí ở chỗ mặt này các bác nhá. Cái này nó không ảnh hưởng gì đến cái công năng sử dụng của nó này. Mã này là mã 305 này. Để cho bác với giá là 350k thôi. Một em sáp. Con này công suất của nó là 54W các bác nhé. 54W. Em sáp 54W này. Đấy. Tiếp theo lên cho bác một em này là một em Daikin đây này. Một em Daikin. Rất là to đẹp luôn các bác nhé. Lọc còn rất là đẹp luôn này. Ion của nó còn rất là đẹp luôn các bác nhé. Hai thanh ion này. Phổi này thì nó hơi ấy một tí. Này về các bác này. Đấy thì các bác thay một cái phổi khác nhé. Em Daikin hai thanh nhôm luôn. Ngược à. Một em Daikin này. Con này công suất của nó là 75W các bác nhé. Đấy, 75W này. Hình thức còn rất là đẹp luôn. Con này không thấy vào điện đâu. Công suất 75W, hình thức còn rất là đẹp luôn này. Đấy, không thấy vào điện này. Xả luôn cho bác nhé. Đấy, về các bác chỉnh sửa lại nhé. Mã này là mã 306 này. Em Daikin, rất là to, rất là đẹp luôn.
để cho bác với giá là 400k cái hàng lọc khí này thì là bên em không bao phí ship các bác nhé. Cái này thì là bên em đang bán với giá xả rồi, thì là các bác cọc hay chuyển khoản hết thì vẫn các bác chịu phí ship nhé. Đấy. Còn những cái mặt hàng khác thì bên em vẫn các bác chuyển khoản hết bên em vẫn hỗ trợ bao phí ship. Đấy. Còn các bác cọc thì bên các bác nhận hàng và chịu phí ship này. Riêng trừ mỗi hàng lọc khí này là bên em không hỗ trợ bao phí ship đâu. Đấy. Tiếp theo lên cho bác một em này là một em sáp nữa này. Đấy. Còn rất là trắng đẹp luôn nhá. Một em sáp còn rất là trắng đẹp luôn. Công suất của nó là 28W các bác nhá. Đấy. Thả. Màng lọc còn rất là đẹp luôn này. Đấy, nhìn còn rất là mới luôn. Một em sáp công suất 28W này. Có mưng mã nào vui lòng liên hệ trực tiếp với em qua số 034 417 4335. Máy xe khó luôn. Bánh xe. Đấy, bánh xe các bác nhá. Đấy, cũng còn khá là đẹp luôn. Một em sáp này. Một em sáp công suất 28W. Cái này thì các bác dùng phòng có điều hòa các thứ là nó bù ẩm này, lọc không khí rất là tốt luôn. Đấy, khử mùi các bác nhé. Còn sống rồi này. Mã này là mã 307 này. Để cho bác với giá là 350k thôi. Các bác xem video vui lòng cho em xin một like. Bác nào chưa đăng ký kênh vui lòng cho em xin một đăng ký kênh. Cảm ơn mã nào vui lòng liên hệ trực tiếp với em qua số 034 417 4335. Tiếp theo lên cho bác một em này là một em sáp nữa này. Một em sáp này công suất của nó là 32W các bác nhé. Một em sáp công suất 32W này. Đấy, than hoạt tính này. Phủ còn rất là đẹp các bác nhé, phủ còn rất là đẹp luôn. Bánh xe các bác nhé. Đấy, đủ đồ nhìn còn khá là đẹp luôn. Bán với giá xả này. Đều còn đang sống đấy các bác nhé. Đấy. Cái này về nếu như các bác muốn trắng lên thì các bác mang ra thợ bảo họ sơn lại cho nhé. Đấy, còn không thì được các bác cứ để như thế các bác dùng được, nó cũng không ảnh hưởng gì lắm. Thẩm mỹ thì nó mình để trong phòng chủ yếu là nó mình dùng cho nó lọc không khí với lại nó bù ẩm cho mình thôi, chứ còn cũng không phải là trưng bày ra ngoài nên là cũng không cần gì đâu. Phải là trắng đẹp cho lắm. Nếu các bác muốn trắng đẹp thì các bác mang thợ để mình sơn lại nhé. Mã này là mã 308 này. Để cho bác với giá là 370k thôi. Quá là rẻ các bác nhé. Mã nào vui lòng liên hệ trực tiếp với em qua số 034 417 4335. Và xem video vui lòng cho em xin một like. Mã nào chưa đăng ký kênh vui lòng cho em xin một đăng ký kênh. Lên nốt mã lọc không khí này, lên cho bác một số mã đài cassette nhé. Đấy. Lên cho bác một em này là một em đai kim trứng này. Đấy, gọi là em đai kim trứng các bác nhé.
Phổi này thì về khi các bác mua phổi khác này, than hoạt tính này. Bánh xe còn rất là đẹp luôn các bác nhá, còn rất là mới luôn này. Có phổi để lâu nó ngả màu thôi, còn bánh xe nó dùng còn rất là đẹp luôn. Rất là khỏe luôn. Con này công suất của nó là công 56W các bác nhá. Đấy, một em công suất 56W này. Rất là khỏe luôn. Một em Daikin trứng. Hình thức còn rất là ok các bác nhá. Mã này là mã 309 này. Để cho bác với cái giá là 400k thôi. Mặt hàng lọc khí này thì là bên em không hỗ trợ bao phí ship các bác nhé. Các bác cọc hay các bác chuyển khoản hết thì các bác chịu phí ship thôi. Vì cái này là chúng em đã xả rồi. Đấy. Tiếp theo lên cho bác một số mã đài cassette nhé. Bác chờ em một chút em chỉnh lại cái cam cho nó. Em đầu tiên lên cho bác một em màu đỏ san xui này, rất là đẹp luôn nhé. Đấy, nhìn còn rất là mới luôn, nút niếc anten đầy đủ này, giải tần 108. Nho học giàu truyền thống yêu nước và văn chương. Ông nội là Hoàng Đức Mỹ, sinh năm 1836 và mất năm 1919. Đỗ Cửu Nhân năm Giáp Tý, tức năm 1864, từng làm tri phủ Từ Sơn Bắc Ninh, làm tán tiêu quân trong đạo quân của lãnh binh Lương Tuấn Tú đánh Pháp ở mặt trận Bắc Ninh năm 1883. Cụ là nhà nho ung thâm, để lại nhiều bài thơ chữ Hán. Thân sinh là Hoàng Đức Triều, bí danh An Định, tức năm 1899. Đến Đấy, radio thì hoạt động nhé, giải tần 108 này. Cassette thì vẫn còn chạy đây. Đấy. Radio và cassette đều vẫn còn đang chạy các bạn nhé. Đấy, hình thức thì rất là đẹp luôn, một em màu đỏ này. Mã này là mã 310 này. Để cho bác với giá là 650k thôi. Đấy, một em màu đỏ rất là đẹp luôn nhá. Đấy, rất là mới, radio và cassette đều còn đang chạy này. Các bác mã nào vui lòng liên hệ trực tiếp với em qua số 034 417 4335. Và xem video vui lòng cho em xin một like. Mã nào chưa đăng ký kênh vui lòng cho em xin một đăng ký kênh. Theo lên cho bác một em này là một em Toshiba này. Một em Toshiba model là RT211F các bác nhé. Hình thức rất là đẹp luôn. Cái này về các bác lau chùi này. Vách này vách cũ này. Con này giải tần 90 các bác nhé. Đấy, một em Toshiba. Khi mà tham gia vào trận chiến của tỷ,
những cái doanh nghiệp là tham gia là chúng tôi không có lợi nhuận, mà chúng tôi là đấy cái tâm và vì cái fan Việt Nam này sản xuất radio thì hoạt động rồi nhá. Như thế từ đó là ở đây nếu như được thì cũng rất là mong muốn là sớm có cái chính sách để tạo điều kiện cho những cái doanh nghiệp ngành sữa mà đủ cái điều kiện để sản xuất những sản phẩm phục vụ cho cái chương trình vì sức khỏe trẻ em, đặc biệt là cái chương trình mà bữa ăn học đường cho trẻ em được uống sữa hàng ngày như này. Tôi ví dụ như là ở ngành sữa thì tôi đã có những cái doanh nghiệp và rất uy tín. Radio thì hoạt động rồi, cassette thì em thấy nó chưa chạy nhá. Cassette thì về các bác dọn dẹp lại phần cassette thôi. Đấy, một em Toshiba rất là đẹp luôn. Mã này là mã 311 này. Để cho bác với giá là 1 triệu thôi nhá. Đấy, một em Toshiba giải tầng 90. Các bác xem video vui lòng cho em xin một like. Mã nào chưa đăng ký kênh vui lòng cho em xin một đăng ký kênh. Cảm ơn mã nào vui lòng liên hệ trực tiếp với em qua số 034-417-4335. Tiếp theo lên cho bác một em này là một em Sony này. Model là CF1511 các bác nhé. Giải tần 90. Đấy, hình thức cũng còn rất là đẹp luôn. Đấy, đường mạ này còn rất là đẹp luôn các bác nhé. Đấy, một em Sony nút niếc anten đầy đủ này. Có sóng đây nhưng mà không thấy dò được. Bắt gần như hơn 1.000 nhân khẩu. Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ủy ban dân xã và sự lãnh đạo trực tiếp của chi bộ, chính quyền thôn, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thôn ngày càng ổn định. Đấy, radio thì hoạt động rồi các bác nhá. Đấy, cassette thì em thấy nó chưa chạy này. Cassette thì các bác về các bác dọn dẹp lại phần cassette này. Đấy, hàng bên em thì hàng nguyên chất bãi này này. Coi lên là coi như nào em báo cho các bác tình trạng của nó như thế nhá. Đấy, và cái giá của nó là một em này là mã 312 này. Để cho bác với giá là 650k thôi. Đấy, một em Sony CF1511 nhé. Tất cả mặt hàng bên em các bác chuyển khoản bên em hỗ trợ bao phí ship nhé. Các bác cọc thì bên các bác nhận hàng và chịu phí ship nhé. Trừ cái hàng lọc khí đi các bác nhé. Đấy, hàng lọc khí thì là bên em không hỗ trợ bao phí ship. Tiếp theo lên cho bác một em này là một em Toshiba này. RT510501F các bác nhé. Đấy, nút niếc anten thì đầy đủ. Con này nó đang có một vết dạn ở cái mặt giải tần này. Xây dựng và hoàn thiện cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất bao bì thân thiện với môi trường, nhất là doanh nghiệp chuyển đổi công nghệ sản xuất bao bì tiêu dùng từ nhựa khó phân hủy sang chất liệu khác thân thiện với môi trường. Đấy, giải tần 90 này, nút niếc anten đầy đủ, radio thì hoạt động, cassette thì em thấy nó chưa chạy. Xét về các bác dọn dẹp lại phần cassette nhé. Đấy, một em Toshiba, mã này là mã 313 này. Đấy, con này thì đang có vết dạn này, cái mặt kính giải tần nhé, để cho bác với giá là 600k thôi. Đấy, một em Toshiba. Cảm ơn mã nào vui lòng liên hệ trực tiếp với em qua số 034-417-4335. Tiếp theo lên cho bác một em này là một em Sanyo VKU4P các bác nhé. Đấy, nút niếc anten thì đầy đủ này. Một em màu cam này. Thôi, con này nó có một mất một miếng ở chỗ này đó. Vận chuyển nó vỡ mất miếng chỗ này rồi. Ở chỗ màng loa này, ở chỗ gần loa này các bác nhá. Con này dùng DC 9V này. Ông thượng của chú ân đưa người đọc đến với cuộc sống của dân tộc ở nhiều địa bàn tỉnh Cao Bằng và rộng ra là ở Việt Bắc, từ những bản làng thị trấn của người Tây, nơi vùng thấp cao người Mông không những phải người cao từ thị xã Cao Bằng xinh đẹp cho đến vùng biên phủ. Radio thì hoạt động rồi nhá. Cassette con này thấy nó vẫn còn quay này.
quay nhưng không thấy lên tiếng, biết là hay là do mặt có tiếng mặt không, có quay đây nhưng mà không thấy lên tiếng các bác nhé. Cái này về các bác này em dọn dẹp lại này, bên này cũng quay nhưng mà quay rất lờ đờ luôn. Đấy. Một em Sanyo U4 tay sách màu hồng các bác nhé. Đấy, còn cái này của nó màu cam này. Mã này là mã 314 này. Đấy, với tình trạng của nó như này nhé, nó bị mất một cái ưu giá chỗ này, để cho bác với giá là 750k thôi. Đấy. Còn lại là nút niếc anten đầy đủ nhé. Các bác xem video vui lòng cho em xin một like. Bác nào chưa đăng ký kênh vui lòng cho em xin một đăng ký kênh. Đấy. Theo lên cho bác một em này là một em Sony này, model là CF1560 nhé. Cũng còn khá là đẹp luôn này. Cái này về các bác lau chùi này. Nút niếc đầy đủ này. Anten của này đang bị gãy mất. Gãy mất cái đầu rồi. Đấy, những cái dòng Sony này với lại dòng DC 9V, 12V thì bên em không có dây nguồn hỗ trợ các bác nhé. Đấy, cái đấy thì về các bác phải mua thôi. Đấy, bên em chỉ có hỗ trợ cái dây nguồn số 8 thôi nhé. Con này FM thì nó có sóng, AM thì nó tiếng đang sóng nó đang rất là bé luôn. Sóng đang rất là bé nha, AM sóng đang rất là bé luôn, giải tần 90. Đấy, một em Sony CF1560 nhé. Mã này là mã 315. Để cho bác với giá là 600k thôi. Đấy, về các bác chỉnh sửa lại nhé. Này hầu như nó bị bẩn cái chiến áp này. Có thằng AM và FM này. Tiếp theo lên cho bác một em này là một em Sony này, model là CF1700 nhé. Nút niếc anten đầy đủ này, giải tần 90 nhé. Radio thì hoạt động rồi nhá, cassette thì em thấy nó chưa chạy. Đấy, hình thức còn rất là đẹp luôn. Thì những cái mạ chrome này còn rất là đẹp các bác nhá. Một em Sony CF1700 này. Mã này là mã 316 này. Để cho bác với giá là 1 triệu thôi nhá. Một em Sony CF1700. Cảm ơn, mã nào vui lòng liên hệ trực tiếp với em qua số 034-417-4335. Đây, tiếp theo lên cho bác một em này là một em Sony này. Một em Sony model là CFM848 nhé. Giải tần 90. Nút niếc đầy đủ. Con này đang thiếu cái anten này. Thiếu anten với một cái miếng mạ ở đây sao? Trường trung học Thomas Jefferson chuyên nghiên cứu khoa học và công nghệ, đồng thời cô bé cũng là sinh viên nhỏ tuổi nhất đang theo học tín chỉ ở Đại học Virginia. Báo chí Mỹ gần đây gọi cô là một thần đồng bởi khả năng học tập và nghiên cứu của cô bé vượt xa những đứa trẻ. Đấy, radio thì hoạt động rồi nhé, cassette thì em thấy nó chưa chạy. Một em Sony CFM848. Mã này là mã 317 này.
để cho bác với giá là 700k thôi. Đấy, một em Sony CFM848 này. Này, theo lên cho bác một em này là một em Sanyo. Đấy, một em Sanyo VKU4 nhá. Đấy, model của nó là S9 này. Một em Sanyo U4 S9. Giải tần 108 nhá. Là không thấy có tiếng lên rồi. Có điện vào đây nhưng không thấy có tiếng lên các bác nhé. Để cassette nó vẫn còn chạy này. Có điện vào nhưng mà không thấy có tiếng lên. Để cassette nó có tiếng không? Cassette vẫn còn quay đây nhé. Cái này thì hàng bên em, hàng bên xe bãi này, về các bác xem nó bị làm sao nhé. Nó có điện vào đây nhưng mà nó chỉ thấy ù, nó không thấy ra tiếng. Cái này thì về các bác tháo ra các bác chỉnh sửa này. Đấy, một em Sanyo U4S9. Tay màu hường rất là đẹp luôn nhá. Mã này là mã 318 này. Để cho bác với giá là 700k thôi. Đấy, về các bác chỉnh sửa lại nhá. Các bác mã nào vui lòng liên hệ trực tiếp với em qua số 034 417 4335. Tiếp theo lên cho bác một em này là một em Sony, model là CF1400A nhá. Đấy, nút niếc anten đầy đủ này. Giải tần 90 nhá. Hình thức còn khá là đẹp luôn. Đấy, con này là chân vuông. Năm 2011 đến nay không có tin tức. Khi biết được thông báo này, đề nghị chị Luận liên hệ với Tòa án Nhân dân huyện Ba Vì để giải quyết yêu cầu tuyên bố một người mất tích của anh Trần Công Định đối với chị trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo. Nếu không có tin tức của chị Trần Thị Luận thì tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo luật định. Tòa án Nhân dân huyện Yên Thành tỉnh. Radio thì hoạt động rồi nhé. Cassette thì em thấy nó chưa chạy. Cassette thì về các bác dọn dẹp lại phần cassette này. Một em Sony CF1400A này. Mã này là mã 319 này. Để cho bác với cái giá là 850k thôi. Các bác xem video vui lòng cho em xin một like. Bác nào chưa đăng ký kênh vui lòng cho em xin một đăng ký kênh. Đấy, tiếp theo lên cho bác một em này là một em QT Z5 các bác nhé. Đấy, nút niếc anten đầy đủ này. Con này thì nó đang bị thiếu một con nắp pin. Thôi, cái chân nguồn này nó đang bị tụt mất vào trong rồi. Không thử được. Chân nguồn nó bị tụt mất vào trong rồi các bác nhá, nên là không thử được kiểu gì. Một em sáp QT Z5 này. Đấy, nó đang bụi bẩn này, các bác lau chùi lại nó rất là đẹp luôn. Chân nguồn nó đang bị tụt vào trong nhá, không thử được nhá. Bán xả luôn cho các bác này. Mã này là mã 320 này. Mã 320 nhá. Để cho bác với giá là 600k thôi. Đấy, bán mù cho các bác nhá. Cái chân nguồn nó đang bị tụt vào trong rồi. Này về các bác tháo ra là các bác thử thôi. Nhưng không biết là nó sống hay nó chết hay như nào. Đây. Tiếp theo lên cho bác một em này là một em Toshiba RTS50D các bác nhé. Giải tần 108 này. Đấy, nút niếc anten đầy đủ. Hình thức còn rất là đẹp, rất là mới luôn. Con này có phịch phịch, có điện vào đây các bác nhé. Đấy, nhưng mà cũng không thấy có. Đấy, có điện vào nhưng mà không thấy có gì cả. Đấy, bật cassette vẫn kêu. Đấy, hình thức thì rất là đẹp luôn này. Đấy, cái này về các bác tay nghề các bác tháo ra các bác chỉnh sửa xem nó bị như nào nhé. Đấy, em thì em cũng không phải là thợ nên em cũng không biết là nó
Tháo cũng không biết là nó phải chỉnh sửa theo kiểu gì. Mã này là mã 321 này. 321 để cho bác với cái giá là, để cho bác với giá là 1 triệu mốt thôi nhá. Đấy, rất là đẹp luôn này. Còn rất là mới luôn nhá. Đây. Cuối video lên cho bác một em này là một em Nationa này. Một em Nationa 3 cục các bác nhá. Đấy. Model là RXC60 nhá. Đấy, một em Nationa 3 cục RXC60. Đây là đang bán hộ ông Anh rồi các bác nhá. Ông ấy gửi bán hộ ông ấy, ông cũng không thích chơi đến cái loại này nên ông lại muốn chơi đến loại khác. Đấy. Con này thì nó đã, em không biết là nó sửa chữa gì chưa, nhưng mà nó đang chạy điện 220 này. Đang dùng điện 220 các bác nhá. Với những nét phong tục tập quán độc đáo và đặc sắc, lễ hội là hình thức văn hóa truyền thống có quy mô lớn của mỗi dân tộc. Phần lễ mang ý nghĩa tạ ơn và cầu xin thần linh bảo trợ cho cuộc sống của mình. Phần hội gồm các trò vui chơi giải trí hết sức phong phú. Vùng Việt Bắc có hội lồng tồng, tức là hội xuống đồng, hội thi cấy liên quan đến cuộc sống trong quan hệ với môi trường tự nhiên, thường được tổ chức vào dịp đầu xuân năm mới. Bên cạnh đó còn có những lễ hội liên quan đến đời sống. Radio giải tần 108 nhá. Radio sống này. Cassette con này nó vẫn còn chạy nhá. Đấy. Radio và cassette đều vẫn còn đang chạy này. Đấy. Radio và cassette đều vẫn còn đang chạy các bác nhá. Một em ba cục. Vậy mỗi lứa tuổi có một thú vui riêng, thanh niên say nhất vẫn là đeo đúm, tung còn và hát giao duyên. Theo tục lệ, người có vợ có chồng nhưng ở lứa tuổi Nationa RX60 nhá, đường lai in đằng sau thôi nhá. Giữa các dân tộc thiểu số cũng không có ranh giới, cuộc vui kéo dài trong khung cảnh bình yên, thân thiện và lành mạnh. Bên cạnh lễ hội mùa xuân còn có hội ăn mừng mỗi khi săn bắn được thú rừng của người dân tộc. Người giao sinh sống bằng hoạt động săn bắn, cá nhân săn thú nhỏ như là cầy, chồn, cáo, sóc. Đấy. Nút niếc anten đầy đủ này, hình thức nhìn còn khá là đẹp luôn. Đấy, ông mới đang không muốn chơi nữa, ông lại muốn sang cái loại sành điệu hơn. Đấy, loại sáp, giờ ông lại chuyển sang cái bảo bán con na này đi, để lấy tiền mua sáp QT88 các bác nhé, QT90. Radio và cassette đều vẫn còn đang chạy này, một em 3 cục Nationa RXC60. Mã này là mã 322 nhá. 322. Đấy, để cho bác với giá là 3 triệu 2 thôi. Đấy. 322 để cho bác với giá 3 triệu 2 nhá. Đấy, một em Nationa RX C60. Đấy. Cảm ơn, mã nào vui lòng liên hệ trực tiếp với em qua số 034 417 4335. Cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm và theo dõi đến mặt hàng bên em nhá. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video sau.